Chào nị, nay cuối năm rồi nị. Hôm nay mình tâm sự với nhau về kênh YouTube này một chút nha nị. Biết không, cô từng coi một bộ phim tên là The Shawshank Redemption. Phim này á đứng đầu trong những phim hay nhất mọi thời đại nị. Thì mặc dù phim này nị chưa đủ tuổi để coi, nhưng mà tóm tắt nội dung á là về một người đàn ông tên là Andy Dufresne. Thì anh này á, bị vu oan tội giết người và bị bắt giam vào nhà ngục Shawshank. Dù gặp rất nhiều áp bức và đau khổ, người đàn ông này vẫn kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối vào sự trong sạch của mình. Thì sau rất là nhiều biến cố, bằng sự thông minh và lòng kiên trì khủng khiếp, sau 19 năm, ông ấy cuối cùng đã được tự do qua một đường hầm được đào suốt 19 năm, xuyên qua một ống cống đầy phân. Có một câu nói chốt lại về cái sự kiện này ở cuối phim mà tới giờ cô vẫn nhớ, đó là Andy Dufresne, người đã bò qua 500 yards đầy phân và thoát ra hoàn toàn trong sạch ở đầu bên kia. 500 yards là bằng hơn 5 sân bóng đá đó nị. Một sự nhẫn nại khủng khiếp để chạm đến tự do. Dù cô biết đây chỉ là phim thôi, nhưng mà nó làm cô suy nghĩ rất nhiều, vì cô xem được nó lúc mà chuyện nhà mình xảy ra đó nị. Lúc đó nó thì cái nị là cô nản và thất vọng về con người lắm luôn. Nhưng mà khi xem phim á, thấy một người đàn ông bị cầm tù suốt 19 năm nhưng chưa bao giờ mất hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ tự do, vì ông ấy luôn tin rằng ông ấy thật sự trong sạch. Cô chợt nhận ra, à, nếu cuộc đời á là một chuỗi những khó khăn do số phận đưa ra, thì hy vọng chính là chìa khóa mà số phận đưa mình để vượt qua thử thách đó nị. Cho dù á, mọi thứ có tối tăm đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần mình không từ bỏ thì cuối cùng rồi mình cũng sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm thôi. Và rồi, ba và cô quyết định cho ra đời cái kênh này. Sau nhiều nỗ lực gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho nị bằng nhiều cách khác nhau nhưng không thành công. À, nhấn mạnh nha, đây là kênh phi lợi nhuận. Ba và cô sẽ không bao giờ bật tính năng kiếm tiền cho kênh này đâu. Mà nếu YouTube có tự động bật thì cô cũng sẽ tắt thôi. Chuyện làm kênh này dĩ nhiên không hề dễ dàng. Cô bắt đầu tự học làm video nè, rồi sau đó ngày nào cũng vừa đi làm vừa học, rồi vừa phải làm clip mới mỗi ngày gửi nị nữa. Tại cô không muốn nị bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn ngày nào hết á. Cô lo là nếu mà nị xem được á, mà lỡ như nị thấy có ngày có ngày không thì nị sẽ buồn. Thỉnh thoảng nói thiệt với nị á, là cô cũng thấy áp lực lắm và muốn từ bỏ mấy lần rồi, vì cô thấy chẳng có hy vọng nào ở đây hết á. Giữ nguyên một rừng video trên YouTube như vậy thì có bao nhiêu phần trăm này có thể xem được cái kênh này chứ. Nhưng rồi bất ngờ là những lúc như vậy cô lại nhận được nhiều email phản hồi, không phải là từ nị mà là từ những người cô không hề quen biết. Những email chia sẻ, động viên làm cô rất là cảm động. Ví dụ như có một cái email của một người gửi cho cô, thì họ viết như vậy: em là một người đã xem được kênh gửi nị của chị. Em viết mail này để cảm ơn kênh đã cứu em thoát chết. Cách đây 2 ngày, em đang rất áp lực. Em dự tính sẽ làm một việc trả thù tồi tệ với người đã gây ra chuyện này rồi tự tử để kết thúc đau khổ. Em có lên YouTube và search những cách chết nhẹ nhàng. Tình cờ lại xem được clip cái chết của kênh gửi nị. Em xúc động lắm vì nội dung của clip và cũng vì em thấy được dòng cuối trong phần mô tả: làm người tốt thì dễ, làm người xấu mới khó. Tình cảm và sự dễ thương của gia đình chị làm em thấy có thêm động lực sống. Cảm ơn chị và gia đình nhiều. Chúc anh chị sớm gặp lại được bé nị. Dù tên kênh không phải gửi em, nhưng em cũng sẽ cố gắng thành người đàng hoàng. Và còn nhiều email khác động viên cô làm tiếp. Trong đó có những người ba đồng cảnh ngộ với ba nè, họ cũng muốn cho con họ xem kênh này. Rồi có những người mẹ bức xúc và muốn giúp đỡ tìm nị. Hoặc là có những bạn trẻ chưa từng làm ba mẹ nhưng vẫn thấy xúc động và trở nên tích cực hơn, cũng như là tin vào những điều tốt đẹp quanh mình nhờ kênh gửi nị này nè nị. Lại một lần nữa, cô nhận ra số phận luôn có khả năng tạo ra hy vọng từ những thời điểm đen tối nhất, chỉ cần mình đừng bỏ cuộc. Nhìn nghĩ xem, nếu lúc đầu gia đình mình vì tức giận mà buông xuôi thì chắc chắn sẽ không có kênh này. Và người bạn gửi mail kia có lẽ sẽ kết thúc cuộc đời mình như đã định. Từ một loạt những trò bị đặt, dối trá và mất nhân tính, chẳng ai ngờ là có thể dẫn đến việc cứu sống một mạng người.
Số phận thật là kỳ diệu đúng không nị? Cô nghĩ những người đã bày ra những trò tồi tệ kia cũng sẽ bất ngờ với kết quả này. Và cô tin là nị cũng vậy. Kênh này á, dù cô không biết là có đến được với nị không, nhưng vô tình nó đã giúp được rất nhiều người. Rồi những người đó sẽ giúp những người khác nữa. Như vậy thì cũng xem ra công sức mình bỏ ra nào giờ đã không hoàn toàn bị bỏ phí. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý làm kênh này đến khi nị thật sự thành người đàng hoàng. Cô không biết trong bao lâu nữa nị. 1 năm, 2 năm, 10 năm hay thậm chí 19 năm như trong phim. Cô không quan tâm, cô cũng không cần biết. Nhưng á, cô chỉ cần biết là chỉ cần cô còn làm được thì cô vẫn sẽ làm. Kênh này á, cô mong là sẽ lớn lên cùng nị. Bây giờ nị có thể chưa xem được, hoặc xem được nhưng vẫn chưa hiểu. Nhưng cô tin á, là với sự kiên nhẫn và tình thương, 10 năm, 20 năm nữa, nị rồi cũng sẽ phải hiểu ra gia đình mình thương nị thế nào. Những ai đó lợi dụng nị cho những toan tính thủ lợi của họ, và những lời bịa đặt vu khống, rồi cũng tới lúc bị phơi bày ra dưới ánh sáng của sự thật thôi. Đâu có cái bí mật xấu xa nào giấu mãi được đâu. Sau cùng, cũng như Andy Dufresne trong phim, số phận luôn cho mình một con đường thoát ra khỏi nơi tối tăm nhất. Chỉ cần mình có hy vọng và có đủ niềm tin vào bản thân mình thôi. Cô thì cô có niềm tin đó, và cô hy vọng là nị thành người đàng hoàng. Hôm nay nói tới đây thôi. Mong nị hiểu. Bye nị.